để phổ biến những thông tin như giới thiệu, điều khoản, chính sách đến khách hàng trên website và app bạn cần quản lý trang. Tính năng quản lý trang từ GoSell giúp bạn giới thiệu thông tin đến khách hàng nhanh chóng, dễ dàng tạo thêm trang, tiết kiệm thời gian. Sau đây chúng ta cùng đi vào hướng dẫn sử dụng của tính năng quản lý trang. Đầu tiên, bạn vào trang chủ GoSell. Sau đó, bạn vào cửa hàng trực tuyến và bấm vào trang. Ở phần quản lý trang, bạn có thể tìm theo tên trang. Bạn có thể chọn nút thêm trang nếu muốn. Bạn có thể xem về tên trang, người tạo, chỉnh sửa gần nhất và thao tác. Ở phần thao tác, bạn có thể chỉnh sửa hoặc xóa thao tác. Vậy là bạn đã hoàn thành hướng dẫn sử dụng tính năng quản lý trang.